không bị chồng chéo về quyền lợi, có hệ thống nhà phân phối độc quyền. Đến bước thứ hai đó là chúng ta sẽ đặt hẹn với nhà phân phối. Sau khi đã hoàn thành sự chuẩn bị cho quy trình tuyển chọn thì nhà tuyển chọn cần đặt hẹn tuyển dụng để các ứng viên biết đến. Việc thông báo này phải đảm bảo ngắn gọn, súc tích, nhưng những nội dung cơ bản phía trên phải được truyền tải đến ứng viên theo cách tốt nhất. Sau khi đặt hẹn xong thì chúng ta sẽ gặp mặt và trình bày. Thì nhà tuyển chọn sẽ gặp mặt và trình bày về sản phẩm của công ty về những yêu cầu mong muốn. Ví dụ như không có mâu thuẫn về quyền lợi, có khả năng về tài chính, kinh nghiệm phân phối. Từ đó nhà tuyển chọn sẽ tìm ra nhà phân phối phù hợp. Đến bước 4 là xử lý thông tin tuyển chọn hoặc từ chối. Ở bước này thì nhà tuyển chọn sẽ đánh giá lại lần nữa những khả năng của ứng viên có phù hợp với công việc hay không. Trong quy trình này, nhà tuyển chọn sẽ đặt những câu hỏi nhằm khai thác năng lực, tiềm năng, kỹ năng của các ứng viên. Ngoài ra, các nhà phân phối sẽ được nhà tuyển dụng cung cấp thông tin về chế độ làm việc, lương, phúc lợi, những yêu cầu của công việc. Và ứng viên sẽ quyết định có ký hợp đồng với công ty hay không. Đến bước cuối cùng thì đó là kết thúc tuyển chọn. Sau quá trình tuyển chọn, nhà tuyển dụng đưa ra quyết định cuối cùng có nên lựa chọn ứng viên đó không, hay chính ứng viên nhận ra liệu mình có phù hợp với công việc hay môi trường này không để đưa ra quyết định đi hay ở. Khi được tuyển dụng chính thức, họ sẽ trở thành nhà phân phối của công ty. Công việc cuối cùng là hai bên sẽ ký hợp đồng. Là mục tiêu của việc tuyển chọn nhà phân phối thì chúng ta sẽ có mục tiêu là giúp chúng ta xác định được hướng đi của doanh nghiệp liên quan đến khâu sản xuất và nhập khẩu. Lượng hàng xuất sản xuất ra hay nhập khẩu sẽ căn cứ vào khả năng tiêu thụ của kênh phân phối và số lượng khách hàng chúng ta muốn hướng tới. Điều này cũng giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng khi tình hình thuận lợi có doanh thu cao, doanh nghiệp mở quá nhiều nhà phân phối. Về ý nghĩa nhà phân phối đối với doanh nghiệp sản xuất thì việc lựa chọn kênh phân phối sẽ có những ảnh hưởng quan trọng đối với một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa. Mọi quyết định lựa chọn kênh phân phối sẽ có tác động không nhỏ đến những kế hoạch marketing. Kênh phân phối cũng có tác động lên việc tính toán giá cả của sản phẩm mà họ quyết định đưa ra. Và sau đây là một số sơ đồ về PDF mà nhóm em đã làm. Còn đây là sơ đồ ngữ cảnh thì có gì mời thầy kiểm tra sửa chữa giúp nhóm em. Em cứ Em đọc không em biết giải trình thích đi bày sơ em. Em cứ giải thích đi. đồ. Tại Tụi cái tôi đang sơ kêu đồ này bạn trong nhóm làm nên là để em kêu bạn nói vô bảo tiếp anh nói theo. giải thích đi. Dạ. Tôi đang tìm bạn đưa file này lên là ai đưa file này lên trên hệ thống em á. Em gửi lên đó thầy. Tại vì danh sách nó dài quá nên tôi đang nay đang tìm tìm bạn để tôi tìm file đó. Dạ. Bảo nào bạn nào sẵn đó thì giải thích cho các bạn đi, tôi đang tìm file. Sao tôi không thấy nhỉ? Chiếu lên đi mày. Ok. Cái sơ đồ này hả thầy? Ừ. Thì em nghĩ nếu mà cái quy trình tuyển chọn của nhà phân phối thì em làm các cách đơn giản hơn là Bạn bình tắt mic thì bạn bình. Dạ. Rồi bạn bích nó đi. Dạ em nghĩ cái cách đơn giản hơn thì em chọn cái quy trình của nhà tuyển chọn của nhà phân phối có 3 bước, thì là đăng ký phiếu đăng ký tuyển chọn, rồi duyệt phiếu đăng ký, rồi thông báo cho cái nhà tuyển chọn đó là được chọn hay chưa. Xong rồi
xong rồi sang sơ đồ DFD thì sơ đồ thứ hai mình và từ đó thì nhà phân tới sơ đồ ngữ cảnh thì quy trình của nhà tuyển chọn thì về nhà phân phối sẽ đăng ký phiếu tuyển chọn, xong sau đó từ đó thì các công ty sẽ thông báo hoặc là từ chối thông thông báo cho các nhà tuyển chọn, xong sau đó có thể là từ chối hoặc là chấp nhận cái gọi là yêu cầu của công ty đó, xong rồi mới thông báo tuyển chọn. Qua bên ơi. Còn cái này mọi người nhìn thì hiểu chưa? Tại vì em không biết nó phải nói sao. Hay sao các bạn hay nhờ cái bắt chước nhóm thứ nhất lên sơ đồ thì tụi em chỉ làm vậy cái vậy thầy đọc có cái gì sửa vô duyên dễ sợ Ừ. các bạn thiết kế quy trình thì các bạn cũng suy nghĩ trong đầu của mình là ồ nó gồm những bước gì rồi những qua như thế nào được bạn mới vẽ được chứ sao tự nhiên mà các bạn vẽ được. Vậy em mới bước nó như vậy đó thầy. Thì như vậy vậy em mới giải Dạ. em giải thích đi từng bước qua từng bước như thế nào. Dạ, thì từ nhà phân phối họ sẽ đăng ký cái phiếu đăng ký này. Thì cái nhà công ty sẽ phục vụ tra cứu và từ đó thì cái công ty đó sẽ thông báo từ chối hoặc là chấp nhận với các nhà phân phối này. Sang bước thứ hai thì cái phiếu đăng ký đã được chấp nhận là mình sẽ duyệt phiếu đăng ký. Xong rồi sau đó là nhà phân phối sẽ lập ra các danh sách và thông báo cho các nhà các công ty sẽ lập ra các danh sách và nói cho các nhà phân phối biết. Xong rồi bước thứ ba là thông báo cho nhà tuyển chọn thì các phiếu mà mình đã duyệt rồi á, được chấp nhận rồi á, thì sau đó mình sẽ đưa tới các nhà nhà phân phối. Xong rồi đó thầy. À, xong rồi hả? Đau khổ dữ ha. À, như này nha. Bạn gì á? Bạn nào đang trên chiếu á? Bạn Bình. Đang trên chiếu, bạn có thể tắt được rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều đã hỗ trợ. Coi như là một người ngồi phía sau. Buông rèm nhiếp chính để mà hỗ trợ. À, thế này các bạn thì sao nhỉ, tôi sẽ trình chiếu cái phần bài của bạn ngay. Rồi đây là quy trình tuyển chọn nhà phân phối của nhóm có 1, 2, 3, 4, 5, 5 bạn ha. 5 bạn. À. Một màn màu đen huyền bí. Các bạn đưa ra quy trình tuyển chọn nhà phân phối gồm có 5 bước ha. 5 bước. Thì thế này. Nếu như mà 5 bước này á, các bạn có thể thiết kế ra tới gần theo tôi nghĩ phải được tới hai lưu đồ DFD, hai quy trình của hai quy trình, năm bước này nè, gọi là hai quy trình. Quy trình thứ nhất là quy trình thứ nhất
đó là thông báo tìm kiếm tài năng. Thì giống như các bạn coi em bất cứ một cái nào, bất cứ một cái cuộc thi nào vậy, hoặc là một cái gì đó để tìm kiếm những cử viên, thì họ có một cái hội đồng để mà họ tìm kiếm. Thì nó có những cái chúng ta thấy thì cái một cái quy trình để tìm kiếm. Quy trình thứ hai là xử lý cái việc những thông tin tìm kiếm những ứng cử viên giống như các bạn đã làm á, nộp hồ sơ và đàm phán. À, thì ở khâu thứ hai này các bạn đã làm hai khâu, khâu một khâu là thông báo tuyển dụng, và là xử lý và xét tuyển và tìm nhà phân phối. À, thì phần nội dung thì các bạn nói rồi, nhưng mà tôi rất là tiếc cái phần DFD của bạn á. Phần DFD của bạn á, thì nó khá ư là nó không hay. Đầu tiên các bạn thiết kế quy trình á, thì các bạn đang đang ở làm ở theo như tôi nói, các bạn đang làm ở cái quy trình số 2, có nghĩa là tuyển chọn, chứ mà số 1 là thông báo, số 2 là tuyển chọn, thứ ba là chọn số 2. Thì số 2 này á, thì cái chỗ phiếu đăng ký tuyển chọn thì cái này nó sai nha, các bạn chọn bỏ phiếu đi. Tôi nói là cái này nó luôn luôn bắt đầu bằng một động từ, bắt đầu bằng một động từ, nó không bắt đầu một danh từ nha. Với hai nữa là cái chữ phiếu nó hàm ý là một cái tờ đơn, con hiểu không? Giống như tôi bảo các bạn bây giờ các bạn viết một cho tôi một cái đơn kiểm điểm, hoặc là một cái đơn gì đó, bản chất nó đâu phải là một cái quy trình gì đâu bạn, nó chỉ là một cái thực thể nào đó thôi. Nên là các bạn đưa nó vào là một quy trình là các bạn là sai. Thứ hai là duyệt phiếu đăng ký, và thứ ba là thông báo tuyển chọn, thì các bạn lại bỏ qua bước một bước rất là quan trọng trong cái quy trình của các bạn. Thực ra trong việc tuyển chọn nhà phân phối có một cái bước rất là quan trọng, đó là cái bước người ta gọi là đàm phán ha. Đàm phán là cái bước này là gặp mặt nè và trình bày nè, nó là gặp mặt trình bày các bạn. Thực ra thì nó gọi là đàm phán, đàm phán để mà giữa nhà nhà sản xuất và nhà phân phối họ có chung một tiếng nói, chung một lợi ích, để mà mỗi bên biết được trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên, quyền lợi của nhà phân phối là sẽ được những cái gì, lợi ích là gì, và nhà sản xuất họ phải hỗ trợ nhà phân phối là những cái gì, ví dụ như hàng trưng bày hay là phương tiện vận chuyển, hay là chi phí vận chuyển từ nơi sản xuất tới nơi phân phối thì như thế nào, rồi đàm phán về những mặt những điều kiện cần phải có để trở thành nhà phân phối, ví dụ như là vốn thì bao nhiêu, có tài sản như thế nào, nhà kho phân xưởng ra sao. Thì nó phải rõ ràng hết. Rồi bên sản xuất có thể đàm phán thêm một số nội dung, ví dụ như là về hỗ trợ nhau phân phối, hoặc trình bày, rồi hỗ trợ thiết kế về logo, về vân vân, thiết kế cửa hiệu thôi. Thì cái này là cái khâu quan trọng nhất, là khâu đàm phán này. Nhưng mà các bạn lại không có đề cập tới trong cái lưu đồ BFD của các bạn. À, rất là tiếc. Nó mà nếu như mà các bạn đang làm một cái quy trình đàm tuyển chọn nhà phân phối, giống như là một cái quy trình tuyển học sinh đi học, sinh viên đi học, như duyệt phiếu đăng ký, có nghĩa là các bạn chỉ dựa trên hồ sơ thôi, dựa trên hồ sơ, hồ sơ mà người ta nộp lên rồi, không có cái sự gặp mặt và đàm phán, thì nguyên tắc này trong làm ăn gần như nó không không bao giờ xảy ra các bạn, không bao giờ xảy, bởi vì nó rất là rủi ro. Bởi vì một cái đơn mà người ta gửi lên mà thông tin đưa ra chưa được kiểm chứng mà chúng ta chấp nhận như vậy là một điều rất là rủi ro. Và ở đây là thông báo tuyển chọn, phải là kết kết quả ấy nha, các bạn ghi chữ tuyển chọn. Thì các bạn nhìn chung thì cái tổng quát thì nó là đúng rồi, đầu vào và đầu ra, đầu vào đầu ra. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao các bạn lại đây để chịu phục vụ tra cứu. Các bạn thấy bên BFD quy trình số 1 của các bạn là phiếu đăng ký tuyển chọn, đăng ký tuyển chọn. Các bạn bên này á là phục vụ tra cứu, nó duyệt phiếu đăng ký rồi thông báo tuyển chọn.
Thì cái này không biết là các bạn copy hay gì đó để mà chắc là bên bài tập tình huống số 1 của tôi. À, số 3 đây. Để thư viện phục vụ tra cứu này. Mà quên xóa ha. À, cái tiếp theo nữa là như cái hai thứ hai này là các bạn không đàm phán. À, vậy là đàm phán mới đúng. Thì đây cái chỗ này không phải là mũi tên đi ra các bạn, thông tin nhà phân phối thì ở đây chỉ đi vào thôi. Người ta nộp hồ sơ, nếu như theo quan điểm của các bạn là nhà phân phối, họ nộp hồ sơ đăng ký, phiếu đăng ký hồ sơ, đăng ký gọi như phiếu đây, hồ sơ đăng ký thì nó phải lưu thông tin vào danh sách nhà phân phối các bạn. Và bước đầu tiên, bước này gọi là sàng lọc. Sàng lọc thì sàng lọc những nhà phân phối nào đạt điều kiện á, thì qua bước thứ hai không không đạt điều kiện thì từ chối và lưu thông tin lại. Qua bước thứ hai là gì, phiếu đăng ký. À, những cái nhà nhận á, thiệt ra cái này cũng không cần luôn. Qua bước thứ hai thì lấy dữ liệu ra, thì gọi là qua bước thứ hai là đàm phán ha. Đàm phán thì đòi hỏi cái nhà phân phối. À, đây là đưa thông tin qua, cứ nếu vậy thì bạn phải thêm thông tin vào. À, và qua quá trình thứ hai này vẫn có thể là gì, từ chối, giống như đàm phán phán thất bại. À, thông tin đàm phán, thông tin yêu cầu, có nghĩa là thông tin trong đàm phán. Và nếu như mà kết quả đàm phán mà thành công á, thì qua bước thứ ba và lưu lại làm hồ sơ nhà phân phối. Còn nếu như mà thất bại thì cũng từ chối luôn. Và giống như các bạn đi đi phỏng vấn, xin việc nó qua hai vòng. Vòng thứ nhất là gì, nộp hồ sơ đúng không, hồ sơ nếu mà không đạt thì sao, loại. Qua bước thứ hai là gì, gọi đi phỏng vấn để đạt, thì nếu vậy thì có một cái thông tin trả lại nhà phân phối nữa là gọi gọi lên để mà đi sao họp, để mà ở đây cái chữ cờ tôi ghi tiếng Anh là call, gọi lên thông báo là anh đã hồ sơ đã đạt yêu cầu ha. Và như vậy thì tiến hành bước thứ hai là đàm phán, và đàm phán mà thất bại nữa thì sao, thì cũng đi luôn. Và bước thứ ba nữa là gì, như vậy quyết định đưa ra quyết định tuyển chọn, và đây là thông báo chính thức. Thông báo chính thức ký hợp đồng, gọi là thấy cái nào là ký hợp đồng đi, chỗ này không phải là thông báo nữa mà ký hợp đồng, các bạn ghi ký hợp đồng tương tác nha các bạn, dụng chuột này khó lắm. À, thì như vậy thì các bạn thấy là nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều và nó logic hơn. À, bởi vì các bạn thiết kế này nhìn vô nó giống không 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 ấy lắm, không logic lắm. Rồi được rồi, các bạn có phản hồi gì không? Nhóm có các bạn chưa? Dạ không thầy. À, các bạn trong lớp thì có ý kiến gì không? Không có nào có ý kiến nữa hả? Nếu như không có bạn nào có ý kiến thì chúng ta sẽ qua nhóm tiếp theo. Có nhóm nào nữa không ạ? Nhóm 10 mời rồi, mời nhóm 10. Dạ, alo.
Nói đi em. Dạ, để em mở cái này Em mic em nó hơi nhỏ, em chỉnh lại làm sao cho nó to lên một tí nha. nè. Dạ, chào thầy. Em tên Lâm và em xin thuyết trình bày của nhóm em. Khoan từ từ, Dạ, nhóm em là đây là nhóm số mô 10 hình thiết hả? lập của quy trình tuyển dụng. Dạ, nó gồm có tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ, phỏng vấn, thử việc và bố trí các công việc ạ. Sơ đồ ngữ cảnh ạ. Dạ, theo cái sơ đồ này á, thì cái sơ đồ này các ứng viên sẽ được thông báo tuyển dụng, tiếp nhận các hồ sơ phỏng vấn, thử việc cái hợp đồng lao động qua các hệ thống tuyển dụng. Hệ thống tuyển dụng sẽ sàng lọc các hồ sơ thông qua các kết quả phỏng vấn và những kết quả thử việc sẽ tìm được các ứng viên phù hợp. Và đây là sơ đồ cấp 0 ạ. Bạn giải thích đi bà. Các ứng viên nhận thông báo tuyển dụng, sau đó nộp hồ sơ. Sau khi lập hồ sơ, các ứng viên được chọn đến phỏng vấn dựa vào kết quả phỏng vấn, ký kết hợp đồng thử việc. Sau khi kết thúc thời gian thử việc, xem xét kết quả, ký kết hợp đồng lao động với các ứng viên. Dạ, xong khi ký kết hợp đồng xong là mình coi nó phù hợp hay không thì mình nhận này. Dạ, bài của nhóm em xin hết rồi. Để chị Từ 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 em nói gì nhanh quá tôi cũng chưa hiểu, em nói lại cái giải thích cái quy trình này đi. dạ, khi các ứng viên được nhận thông báo tuyển dụng thì đó sẽ các ứng viên sẽ lên nộp cái hồ sơ của mình. Sau khi lọc ra cái hồ sơ của mình thì các ứng viên sẽ được chọn để mà phỏng vấn, xong rồi dựa vào phỏng vấn để mình thử việc. Sau khi kết thúc thời gian thử việc thì mình xem có hợp với công ty mình không thì mình tuyển nhân viên nó vào. Ủa vậy thì mấy cái đường mũi tên với ứng cử viên, mũi tên ra vào ứng cử viên đó là những cái gì á? Và kết quả thử việc, hợp đồng thử việc. Các Hợp bạn đang đồng bạn đang bạn đang nói là 1 2 3 4 5 không, 1 2 3 4 5 thôi. dạ theo theo cái một cái hai cái ba cái bốn cái năm này. Dạ, theo một Còn từ những một mũi cái tên này khác là như thế tuyển nào? dụng, từ hai tới cái thứ ba là phỏng vấn, thì dựa vào cái hồ sơ lao động này. Rồi, cảm ơn các bạn. Còn gì nữa không? Dạ, hết rồi thầy. Đã rồi, thi mà Dạ. làm này là rớt nha. À, cái file này các bạn để tên ai đưa lên trên mạng, đi trên hệ thống LMS. Dạ tên em luôn thầy. Dạ Lâm luôn Ngô. á. Rồi, chờ tôi một tí xíu để tôi đào file này về. Rồi, bạn có thể tắt cái phần trình chiếu của các bạn được rồi á.
Rồi được rồi. Bây giờ nha, các bạn nói về một cái quy trình tuyển dụng của một công ty. Thật ra nếu như mà các bạn quy trình như thế này mà các bạn phát triển thành quy trình lưu đồ thủ công thì các bạn gần như là sẽ bí đó các bạn. Về mặt nguyên tắc thì lưu đồ BFD thì nó chuẩn rồi đó. Còn sơ đồ ngữ cảnh thì tôi phải xem xét. Ở đây thì sai mặt kỹ thuật ha. Cái này các bạn không được vẽ hình chữ nhật nha. Bạn không được vẽ hình chữ nhật mà vẽ đúng kỹ thuật của nó là hình chữ nhật bo bốn góc ha. Cái này trong Word nó có mà các bạn. Word và PowerPoint nó có này đây này. Đâu đâu có gì khó khăn cho với các bạn đâu ha. Xoay nó lại ha. Đi xuống ha, nó là chuẩn chỉ ngay. À, nó không khó gì với các bạn lắm, các bạn không nên cầu thả. Nếu không thành tròn ha. Tròn bé. Chọn hình nào cũng được. Còn hình này là sai. Rồi, cái đầu tiên cái thông báo tuyển dụng là cái hình này. Thật ra thì nhìn vào đây, cái thông báo tuyển dụng phải là mũi tên nó hướng vào đây nè. Mày qua đây, cái chỗ này là sai nè. Còn vớt. Kết quả thử việc, kết quả phỏng vấn. Thực ra ký kết hợp đồng lao động. Thường nó là hai bên cùng phải ký. Thường hai bên cùng ký. Còn nếu như mà các bạn mà theo ý của bạn thì tôi hiểu nó phải như thế này, như thế này nào. Có nghĩa là công ty ký hợp đồng với một ứng cử viên nữa. Còn về nguyên tắc trên hợp đồng là có hai ông ký, nhưng mà theo cách bạn làm thì tôi hiểu là gì, công ty sẽ ký hợp đồng với ứng cử viên. Rồi. Theo các bạn, công ty sẽ ký với hợp đồng lao động với ứng cử viên này này tại thời điểm nào? Năm bạn trong nhóm nào. Công ty sẽ ký kết hợp đồng với các bạn khi nào? À, khi mà mình thử việc xong mình mới được ký kết à. Thử việc bao lâu? Thử việc tùy theo cái chỗ làm người ta đưa ra cho mình thử việc trong bao lâu thôi. Giả sử cho thử việc 1 năm hay 2 năm chịu không? Dạ nó dài quá. Một Lên Google search thử xem là thời gian thử việc theo luật pháp hiện nay là bao nhiêu. cả thưa thầy là mà trong vòng mấy tháng thầy, trong vòng 3 tháng này. Như vậy trong 3 tháng thử việc đó có phải ký hợp đồng không? Dạ chưa thầy, lúc đó chưa ký mà phải làm phải
phải mình phải vô mình làm thử việc xong rồi mình mới tính. Vậy trong 3 thời gian 3 tháng thử việc đó, nếu mà thử việc không thành công có trả lương cho người lao động không? Dạ thầy là có thầy ơi, dạ nó Vậy sẽ cơ có sở, trả lương thử việc cho mình. nhưng mà vậy cứ dựa trên cơ sở nào để trả lương? Giả sử nếu mà như tôi không ký hợp đồng đi, đúng không, tôi thuê em 3 tháng đúng không, giờ tôi nói em làm được nên thôi con ký hợp đồng với em, bây giờ thôi mà em nghỉ như vậy em sẽ nói vậy trả lương cho em 3 tháng thử việc đúng không, vậy cơ sở nào để em đòi? Trả lương thử việc cho người cho ứng cử viên. À, rồi, như vậy nó to cái to đó thêm một cái gì mà ha, à, là gì? Thử việc thì nó phải ký kết hợp đồng thử việc ha, rồi trong quy trình của bạn là nó từ A tới Z luôn, nên vậy là phải thiếu một bước gọi là ký kết hợp đồng thử việc đúng không ạ? À, và quy trình của bạn thì cái nhận xét đầu tiên của tôi này về mặt kỹ thuật nha, trong ngõ số 1 này nè, ông tự hai cái luồng thông tin ông đi ra như vậy là nó sai nguyên tắc, một quá trình nó phải có thông tin đầu vào và đầu ra nha các bạn, không tự dưng mà gì nó đi ra mà không có đầu vào, có nghĩa là gì, giống như nó đó ta hiện tượng này ngoài ngoài cuộc sống nó là gì, giống như là cái bài hát một bụi bay vào mắt tự dưng nước mắt rơi chứ không phải vì lý do gì à. Rồi tiếp theo nữa là một dòng thông tin nên bổ sung cái thông tin đó là cái gì nha em, cái này bổ sung để vì khá là nó mơ hồ và khó hiểu. Cái tiếp theo nữa là các bạn giống như là một người đi tắm biển vậy, các bạn biết đi tắm biển thì nữ thì mặc bikini, nam thì mặc quần bơi đúng không, thì dù bạn là nam hay là nữ nhưng mà có một đặc điểm chung là quần không có túi đúng không, có nghĩa là thì ở đây nó có nghĩa là đi tắm biển chẳng ai mang theo tiền hết, thì ở đây nghĩa các bạn làm việc mà không có lưu trữ hồ sơ, không gì không có một cái nơi nào mà lưu trữ hồ sơ, một không có một kho dữ liệu hết, thì điều này là một điều vô lý nha các bạn. Tiếp theo à, cái chỗ thông báo tuyển dụng này nè, cái việc cái quy trình của bạn xây dựng á, nó giống với cái nhóm hồi nãy là nhóm số mấy đó, nhóm 9 hả? Thì nó cũng có hai quá trình, quá trình là thực ra bên kia thì thông báo tuyển dụng, bên kia là tuyển tuyển dụng nhà phân phối, còn bên này các bạn là tuyển dụng người lao động. Đúng không? Thì các bạn có thể tách bạch ra làm, nếu như tuyển dụng người lao động á, thì các bạn có thể tách bạch ra thành ba quá trình. Quy trình thứ nhất đó là thông báo tuyển dụng, à, thông báo tuyển dụng thì bạn lập một quy trình đi, à, hay là quy trình thực ra quy trình một là thông báo tuyển dụng mà cũng có thể là thông báo tuyển, có nghĩa là gọi là lập kế hoạch tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng. Cái thứ hai là, đó là tuyển dụng, thì tuyển dụng này các bạn có thể chia làm hai loại, thành tuyển dụng rồi quy trình thứ ba nữa là quy trình thử việc đúng không? Thì các bạn sẽ đặt ra ba quy trình, một là kế hoạch tuyển dụng, thứ hai là tuyển dụng và thứ ba là thử việc, bạn có thể từ năm cái này để bạn tách ra thành năm quy trình nhỏ, và năm quy trình nhỏ này các bạn hoàn toàn có thể thiết kế được, nó không không quá khó mà, và nó không không cầu kỳ lắm đâu.
thì cái mục tiêu cái thông báo tuyển dụng á, tới ứng cử viên là đúng rồi, nhưng mà thường thông báo tuyển dụng á, để hướng đến ứng cử viên thì ứng cử viên phải biết được cái thông tin tuyển dụng này họ sẽ qua gì, TV, báo, đài, internet, người thân. Như vậy thông báo tuyển dụng này của một cái thông báo tuyển dụng của một công ty, nó thường là đối tượng đó là các cái gì, đó là các phương tiện truyền thông ha, thì bạn dùng là phương tiện truyền thông, phương tiện truyền thông để mà người lao động họ biết được là gì, công ty đang có nhu cầu tuyển dụng. Rồi sau đó ứng cử viên họ mới nộp hồ sơ. Như vậy là kết thúc cái quá trình số 1 tuyển dụng. Nhưng mà tuy nhiên để ra được cái tuyển dụng thì nó phải xác định cái nhu cầu cái lao động của gọi là cái đơn vị hay là của cái công ty đó, ví dụ như cần tuyển bao nhiêu, thì như vậy nó cần cái sự thông tin từ các đơn vị trong cái tổ chức, ví dụ như là phòng sản xuất hay như phòng kinh doanh họ cần bao nhiêu nhân sự gì đó, họ báo lên phòng, họ báo lên và phòng nhân sự họ lên kế hoạch tuyển dụng. Nên vậy cái quy trình số 1 để mà cái bước cuối cùng của nó đó là ra thông báo tuyển dụng, ra cái thông báo tuyển dụng thì các bạn hoàn toàn đó là một cái quy trình riêng ha. Cái chỗ này các bạn xây dựng một quy trình riêng, nó gồm có một bước là gì, xác định nhu cầu rồi sau đó bước thứ hai, nếu mà đơn giản hơn, đơn giản nhất là từ xác định nhu cầu xong là thông báo tuyển dụng luôn. Còn nếu như mà các bạn mà cầu kỳ qua một bước trung gian nữa là gì, đó là cái bước đó gọi là bước có nghĩa là khi mà các đơn vị phòng ban họ có nhu cầu cần thêm nhân sự thì họ cần qua một bước là xét duyệt của bên công ty, giám đốc công ty họ có đồng ý cái cho việc là tăng nhân sự hay không. Xem là bước thứ hai gọi là xem xét nhu cầu, nhu cầu tuyển dụng. Thì các bạn có thể là thiết kế 3 bước trong cái phần thông báo tuyển dụng này. Nhất là xác định nhu cầu tại đơn vị, thứ hai là xem xét nhu cầu và thứ ba là thông báo tuyển dụng. Thì như vậy thì mà chúng ta ra một cái quy trình đầu tiên, đó là quy trình là kế hoạch tuyển dụng. Hay là dự trù nhân sự, kế hoạch dự trù nhân sự. Rồi sau đó thì các bạn cái số 2 này, số 3 này, gọi là tuyển dụng hay là phỏng vấn, quy trình tuyển dụng, quy trình phỏng vấn, gồm có tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và phỏng vấn tuyển chọn qua 3 bước rõ ràng: tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn. Và cuối cùng quy trình thứ ba mà đó là bước 4, bước 5. Thì bước 4, quy trình thứ ba chúng ta đó là quy trình thử việc. Và kết quả của quy trình thử việc là anh có được vào làm hay không vào làm, đúng không ạ? Và ký kết hợp đồng hay không. Thì các bạn kết hợp thứ 4, thứ 4 này, đó là khi mà người lao động họ vào thì họ thử quy trình thử việc như thế nào, thời gian thử việc ra sao, rà soát cái tiêu chí thế nào. Thì các bạn đưa ra một số bước, ví dụ như là lập thành hội đồng đánh giá này. Ví dụ như trường đập Đà Lạt thử việc là 6 tháng, sau trong 6 tháng thì sẽ có những cái hoạt động yêu cầu nào đó với chúng tôi này, rồi sau đó 6 tháng họ sẽ lập một hội đồng và xem xét là có nên cho tiếp từ nhân viên thử việc sang nhân viên chính thức hay không, và sau cuối cùng đó là gì, thông báo cho ký kết hiệp, bước cuối cùng đó là ký kết hợp đồng lao động chính thức. Thì lao động hợp đồng chính thức thì cái hợp đồng đầu tiên là cái hợp đồng 1 năm, vậy thôi. Thì chúng ta nó cũng có thể qua 3 bước. Thì như vậy chúng ta thấy là theo quy trình của bạn thì chúng ta sẽ tách ra thành 3 quy trình, ba cái là để như các bạn thì vẫn được, nhưng các bạn sai kỹ thuật, sai kỹ thuật là một, thứ hai luôn thông tin nó cũng sai luôn, nên vì vậy là nó khá là nó rối quá. Cái tiếp theo nữa là các bạn không có các kho dữ liệu, các tài liệu, đặc biệt là trong công tác nhân sự cái dữ liệu nó rất là quan trọng các bạn,
lưu trữ hồ sơ. Lấy ví dụ nôm na đơn giản như việc các bạn vào học ở Đại học Đà Lạt, các bạn nộp hồ sơ sở hữu lý lịch vào năm 1 đúng không, và năm sau các bạn ra trường thì trường sẽ trả lại hồ sơ cho các bạn. Và nếu như theo quy trình này của các bạn thì năm sau thì trường sẽ không cần phải trả hồ sơ gì cho các bạn hết. Thì đó là sang nguyên tắc. Rồi, các bạn nhóm các bạn có ý kiến gì không? Dạ, không thầy ơi. Nhóm có 5 bạn rồi mà, các bạn nào có ý kiến không? Chào của nguồn nhân lực với sự phát triển của doanh nghiệp thì nguồn nhân lực là nhân tố chủ yếu tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Chỉ có con người mới sáng tạo ra các hàng hóa, dịch vụ và kiểm tra được quá trình sản xuất kinh doanh đó. Không có nhân lực làm việc hiệu quả thì tổ chức đó không thể nào đạt tới mục tiêu và phát triển bền vững lâu dài. Nguồn lực là nguồn lực mang tính chiến lược. Nguồn lực có tính năng động, sáng tạo và hoạt động trí óc của con người sẽ tạo nên được những giá trị hữu ích trong chiến lược phát triển của một doanh nghiệp. Và nguồn nhân lực là nguồn nhân lực vô tận. Xã hội ngày một đổi mới, tiến lên không ngừng nên là doanh nghiệp ngày càng phát triển, và nguồn lực con người là vô tận. Nếu biết khai thác nguồn lực này đúng cách sẽ tạo nên nhiều của cải vật chất cho xã hội, từ đó giúp thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người. Trước tiên doanh nghiệp cần phải xác định được cái câu hỏi là doanh nghiệp mong đạt được những mục tiêu gì, sẽ thực hiện những hoạt động nào, sẽ sản xuất sản phẩm và dịch vụ gì, sẽ sản xuất quy mô như thế nào, từ đó đưa ra cái câu hỏi về nhân lực để thực hiện mục tiêu trên, đó là cần bao nhiêu nhân viên cho từng vị trí công việc, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của từng cá nhân đối với công việc cụ thể, khi nào thì cần những nhân viên này. Và để trả lời được câu hỏi trên thì các doanh nghiệp cần phải thực hiện dự báo nhu cầu nhân lực. Đó là đầu tiên là dựa vào cơ sở, thì vấn đề dự đoán nhu cầu nhân lực thường áp dụng cho các mục tiêu kế hoạch Khoan dài từ từ hạn. bạn Khánh ơi, bạn xong trình chiếu lên cho mọi người cùng xem em. Ủa em chưa trình chiếu hả thầy? À, hiện nay bạn nó giống như một chiếc xe phóng thật là nhanh và các bạn trong lớp đang bị khói bạn đấy. Dạ thấy chưa thầy? Chưa? Các bạn trong lớp có thấy không ạ? Quang đang chơi game hả Quang? Dạ chưa thấy thầy ơi. Quang có thấy không? Dạ thấy chưa thầy? Rồi đó, giờ thấy rồi đó. Dạ. Thì cái nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp thì phụ thuộc vào các yếu tố, đó là khối lượng công việc cần thiết, trình độ trang bị kỹ thuật và khả năng thay đổi về công nghệ kỹ thuật, cơ cấu ngành nghề theo yêu cầu của công việc, khả năng nâng cao chất lượng nhân viên, tỷ lệ nghỉ việc trong nhân viên, yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, và có các phương pháp dự báo, đó là phương pháp định lượng và phương pháp định tính. Thì đầu tiên đó là phương pháp định lượng, là có phương pháp phân tích xu hướng, đó là nghiên cứu nhu cầu nhân lực trong các năm trước để dự báo nhu cầu nhân lực trong giai đoạn tiếp theo. Đây là phương pháp mang tính chất định hướng kém chính xác, do chủ yếu dựa vào yếu tố thời gian và xu hướng phát triển chung, áp dụng với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong môi trường ít biến động. Tiếp theo là phương pháp phân tích tương quan, đó là tiến hành dự báo nhu cầu nhân lực thông qua việc sử dụng hệ số giữa một đại lượng về quy mô sản xuất kinh doanh, như là khối lượng sản phẩm hàng hóa hoặc là doanh số bán hàng và số lượng lao động cần thiết tương ứng. Phương pháp này có tính chính xác không cao, do không tính đến sự thay đổi về cơ cấu và chất lượng lao động, cũng như những thay đổi về các quy trình công nghệ, tổ chức kỹ thuật của doanh nghiệp. Tiếp theo là phương pháp hồi quy, thì ưu điểm của phương pháp này là có thể đưa ra được nhiều biến số ảnh hưởng đến nhu cầu nhân viên và dự báo. Phương pháp này có
cách tính phức tạp, đòi hỏi kích thước mẫu lớn và vận dụng vào số liệu quá khứ. Tiếp theo là phương pháp sử dụng công cụ máy vi tính. Thì dựa trên các dự báo về khối lượng sản phẩm, dịch vụ, thời gian cần thiết để thực hiện, theo các phương án tối đa, tối thiểu và phương án khả thi, theo hệ thống chương trình lập sẵn trên máy vi tính, doanh nghiệp có thể nhanh chóng dự báo được nhu cầu nhân lực trong lực tương ứng cần thiết cho tương lai. Còn về phương pháp định tính, thì có phương pháp đánh giá theo các chuyên gia, đó là phương pháp này thì được nhiều doanh nghiệp sử dụng và đóng vai trò quan trọng trong dự báo nhu cầu nhân lực. Các chuyên gia sẽ dự báo nhu cầu nhân lực trên cơ sở phân tích, đánh giá những ảnh hưởng của yếu tố môi trường và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, phương pháp này có thể không khách quan nếu các chuyên gia chịu ảnh hưởng có tính chất chi phối của một cá nhân có chức vụ hoặc vai trò đặc biệt trong nhóm nào đó. Ở đây là phương pháp DeFi, là dự báo nhu cầu dựa trên cơ sở nhận định của các chuyên gia nhưng không để họ gặp gỡ thảo luận. Các chuyên gia sẽ được mời dự báo riêng lẻ, kết quả dự báo sẽ được tổng hợp và thông báo lại cho họ. Kết quả của các chuyên gia khác sẽ giúp mỗi chuyên gia suy ngẫm và tự điều chỉnh lại kết quả của mình. Cứ lặp lại như vậy cho đến khi có kết quả tương đối khách quan và đáng tin cậy. Tiếp theo là tầm quan trọng của việc dự báo nhu cầu nhân lực. Thì đây là công cụ phục vụ quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, cho phép tổ chức và thời điểm cần thiết sẽ có được... Bỏ qua phần này các bạn. Dạ. Dạ, đây là sơ đồ PDF là dự báo nhu cầu... Sao tôi thấy màn hình của bạn nó đứng im mà, các bạn khác có thấy nó có chạy không? Bạn chia sẻ lại màn hình của bạn được không? Tắt đi và chia sẻ lại. Nãy giờ thấy nó vẫn nghe một cái slide, tôi mới thắc mắc nãy giờ bạn đâu mà làm sao bạn có thể nói được. Dạ, thấy chưa thầy? Thấy cái... Em trình chiếu to lên, em để về nhỏ, để qua trình chiếu đi. Dạ được chưa thầy? Chưa, em chưa trình chiếu. Rồi em làm được không? Không, để tôi làm cho em nè. Dạ thầy trình chiếu giùm em. Bây giờ. Dạ rồi. Dạ cái sơ đồ PDF thì cái dự báo nhu cầu nguồn nhân lực của nhóm em sẽ làm có 3 quy trình, đó là phân tích hiện trạng khối lượng của công việc, rồi sau đó sẽ dự báo nhu cầu nguồn nhân lực và báo cáo. Sơ đồ ngữ cảnh là nhân viên sẽ đưa ra thông tin ý kiến về khối lượng công việc và các chuyên gia sẽ xem xét đánh giá các ý kiến đó để đưa vào dự báo nhu cầu nguồn nhân lực. Sau đó là đưa ra kết quả thông báo đến nhân viên, chuyên gia và ban giám đốc. Còn sơ đồ DFD thì là nhân viên sẽ đưa thông tin ý kiến về khối lượng công việc để phân tích hiện trạng khối lượng công việc, và cái quy trình này sẽ dựa vào cái file mục tiêu công ty để phân tích, từ đó là đưa ra kết quả. Nếu mà không có sự thay đổi, nếu mà vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc thì sẽ đưa cái bản thông báo không có sự điều chỉnh đến ban giám đốc. Còn nếu không đảm bảo được hiệu quả công việc thì sẽ đi đến dự báo
cung cầu nhân lực và cái kết quả phân tích đó sẽ được lưu vào file kết quả phân tích. Và từ cái file đó thì chuyên gia có thể lấy cái kết quả đó để xem xét và đánh giá. Rồi nếu như mà đồng ý với cái kết quả đó thì đưa ra cái ý kiến để dự báo cung cầu nhân lực. Rồi cái kết quả dự báo nhu cầu đó thì sẽ đưa vào file kết quả dự báo và cái bản điều chỉnh đánh giá sẽ được báo cáo đến ban giám đốc và nhân viên. Dạ, hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Có chỉnh sửa gì không? Có bổ sung gì không? Dạ không. Các bạn trong lớp có ai có câu hỏi gì không? Ý đâu? Ý đâu rồi? Như ý nè, Nguyễn Thị Như ý có đây nè, ngủ rồi à. À, cô này ngủ rồi. Nguyên nào lớp trưởng nào? Dạ đây. Tấm cổ nữa nha, Nguyễn ý nó ngủ rồi nha. Rồi, Thục Anh. Dạ có thầy. Có câu hỏi gì không? Dạ không. Dạ ý là thầy, em không biết mà biết ở đâu. Học online lâu nay bảo không biết mở mít. Dạ em dùng máy tính xong đó. Nó gì cái gì. Được rồi. À, Lan Anh. Dạ à, không. Sao? Dạ, dạ em không có ý kiến. Đâu ngại gì nha. Trọng Hùng. Dạ thưa thầy em không có ý kiến ạ. Các bạn dễ tính nha. Chờ để tôi sửa nữa hả? Rồi thì một bạn đây. Uyên Nhi đây. Phạm Thị Uyên Nhi. À, chắc chắn là ngủ rồi. Gọi 10 người phải có một người đang ngủ. Dạ, có em thầy. Bây giờ hãy nhanh dữ hả? Có gọi gì không? Dạ không ạ. Không hả? Dạ. Rồi, mời. Tắt mic. Không ai hỏi là buồn nha. Vậy thì nếu như mà các bạn không ai hỏi thì tôi sẽ sửa ha. Dù đau lòng. Ồ, có một... À, anh Quang anh chơi game nãy giờ tôi hỏi anh 3-4 lần anh không hỏi, bây giờ anh hỏi tôi chứng khoán lên hay xuống. Sáng nay chứng khoán vào bắt đáy rồi các bạn, đứt tay rồi. Bắt dao rơi đứt tay rồi các bạn. Các bạn coi bên phải nè, hỏi chứng khoán, trả lời chứng khoán.
mua VPBank 65.3, 65.5, 65.5, 65.5, 65.8. Bây giờ VPBank nó giá nhiêu? Nó lên 66.4, hên, nãy giờ dậy nó lên giá các bạn. Vậy là bắt giao rơi nhưng mà không bị đứt tay. À ha, cái đầu tiên của bài báo cáo của các bạn thế này nè. À, cái đầu tiên á, là môn của tôi thì không phải là môn quản trị nhân sự. À, nhưng mà nhóm đã cố gắng đã trình bày cho tiêu hộ. Tôi hiểu rõ thêm một số nội dung về quản trị nhân sự, kinh lắm. Nhóm có mấy bạn ha, bạn Lý, bạn Phương Khanh, Thanh Hoài, Linh Hà, mày có đầy đủ đúng không? Đưa ra ý nghĩa cơ sở dự báo ha. À, dự báo nguồn nhân sự thì có hai phương pháp định lượng, định tính ha. Ghi nha. À, vậy tôi hỏi nhóm theo các bạn thì khi mà dự báo nguồn nhân sự chúng ta nên dùng định tính hay định lượng các bạn? Nhóm đâu rồi? Dạ định tính, theo em là định tính. Tại sao? Dạ tại vì có các chuyên gia người ta sẽ hiểu rõ nhiều hơn và nhiều chuyên gia kiểu thảo luận ý kiến với nhau để đưa ra kết quả tốt nhất. Dạ. Dạ bây giờ tôi cũng là chuyên gia, tôi bảo em bây giờ đi lấy chồng đi, em đi lấy chồng không? Nhưng mà có nhiều chuyên gia nữa thì đưa ra ý kiến Như khác bố nhau. mẹ em bây giờ cũng nóng ruột, bây giờ em cũng lớn rồi, giờ bảo em lấy vợ, lấy chồng em lấy chồng không? Dạ lấy. Nhưng mà giờ em có muốn lấy chồng hay không? Dạ có. À, có bạn nào trong lớp mình hốt không? Ừ, bà này cái này thì dĩ nhiên thì các bạn đưa ra các ai, nhưng mà các bạn thấy cái phương pháp định tính đó, nó thường á sử dụng khi mà mình tuyển chọn chuyên gia hay là những cái nguồn nhân lực mà nó mang tính chất gọi là đặc biệt các bạn, đặc biệt. Chứ mà bình thường thì người ta, bản thân ví dụ như tôi còn không hiểu tôi nữa, tôi bảo thằng bên ngoài vào để mà nó bảo tôi làm đúng không? Nên vậy là có hai vấn đề. Vấn đề nhất là thuê chuyên gia về không rẻ đâu bạn, những chuyên gia về để mà họ về họ tư vấn thì không hề rẻ đâu. À, cái hai nữa là cái tình hình hoạt động của bên mình, bên nội bộ bên trong của mình đó, thì chỉ có mình hiểu nhất thôi. Mình mà không hiểu nữa mà mình phải thuê chuyên gia về nữa thì có nghĩa là một là công ty đang gặp một vấn đề cực kỳ rất là lớn. À, hai nữa là công ty của bạn, công ty là đang rất là giàu, không tiền để làm gì ngoài việc thuê chuyên gia. À, và ba nữa là đám nhân sự là bất tài, không biết làm gì hết, mới phải thuê chuyên gia vào. À, nên vậy là nếu như mà một công ty mà hội tụ đủ mà nó vừa nhiều tiền đó, à, đám nhân viên phòng nhân sự mà vô dụng thì nó không đủ đi hết, nó tuyển đám mới vào các bạn. À, thì cái việc mà nó sử dụng chuyên gia như các bạn nói, bạn nhóm bạn á, nó sẽ dùng để mà tuyển những cái nhân viên mà ví dụ như hoặc là những nhân sự đặc biệt à, vào những vị trí nhạy cảm thì người ta mới sử dụng phương pháp này, còn không người ta không đâu đó. Còn định lượng ha, nếu vậy theo ý tôi đó là định lượng ha. Thực ra thì trong cái phương pháp của bạn, trong các cái phương pháp của các bạn á, thì phương pháp định lượng, phương pháp hồi quy đó người ta không bao giờ sử dụng các bạn, người ta không bao giờ sử dụng phương pháp hồi quy đâu, vì
phương pháp hồi quy nó dùng những cái bí số vào để mà nó tính toán, không có phòng nhân sự nào mà nó ngồi rảnh rỗi ngồi hồi quy đâu các bạn. Phương pháp sử dụng công cụ máy vi tính, cái này là máy vi tính, theo tôi hiểu là máy vi tính nó tính thay người đúng không? Thì hiện nay chắc trên thế giới tôi không biết được nhiều công ty không, tôi thấy cái phương pháp phân tương quan này có vẻ là hợp lý và nó phù hợp với cái nhu cầu và cũng như là cái gọi là cái tính gọi là linh hoạt của doanh nghiệp, có nghĩa là gì, họ hoạt động khi mà họ hoạt động đúng không, khi mà thị trường nó tăng và như vậy thì công ty ăn nên làm ra thì họ có nhu cầu phát triển thị trường thì họ sao, họ sẽ phát triển cái đội ngũ nhân sự của họ lên và họ sẽ tuyển dụng đúng không? Có nghĩa là gì, có nghĩa là dựa trên cái quy mô sản xuất kinh doanh đó, thì cái khi mà nhu cầu của họ cần tăng thì mới mới sử dụng cái phương pháp này thôi. Và phương pháp này nó khá chuẩn, nó thì như thế nào, tôi lấy ví dụ nha, một phòng kinh doanh đúng không, một quản lý một địa bàn đúng không, thì nó cần phải ví dụ như một địa bàn phố Đà Lạt thì nó cần phải 6 người nhân viên, 6 nhân viên để mà đi quản lý thị trường, gọi là nhân viên thị trường đó, họ sẽ đi phải, mỗi ngày họ sẽ đi tới các điểm bán hàng. Đó. Thì họ khoảng cần khoảng từ 5 tới 6 nhân viên, thì với từ 5 6 nhân viên này tôi lại nó đẻ ra một nhân viên nữa gọi là nhân viên quản lý cho 5 6 người này, gọi là nhân viên gọi là người ta gọi là, hay là làm sub, người ta gọi là, tôi nói đơn giản là tổ trưởng ha. À, như vậy nó có một công thức như vậy là một tổ trưởng và 6 nhân viên. Như vậy giả dụ tôi mở phát triển thị trường ở một khu vực này thì tôi tính là ở giai đoạn đầu thì cần một nhân viên trưởng và 2 nhân viên, và tôi dựa theo ví dụ như là địa bàn nó bao nhiêu tôi đất vuông nè, rồi dựa trên cái gì dân số của khu vực đó nè, rồi dựa trên tôi có thể tìm hiểu lên mức thu nhập trung bình khu vực đó này, thì tôi dựa trên đó và tôi tìm kiếm và tôi quyết định là xem là nên và tôi nên là thay đổi như thế nào, 6 nhân viên hay là 3 hay 5, thì cái này dựa trên một cái yếu tố rất quan trọng, yếu tố kinh nghiệm. Và nó cũng giống như là một cái trò chơi bạn gọi là thử và sai. Ví dụ như tôi bắt đầu tôi để khoảng 3 nhân viên này, nhưng mà 3 nhân viên tôi thu nhận thông tin về có nghĩa là gì, quá tải công việc quá nhiều, thì tôi bắt đầu tôi nâng lên thành 4 4, xong nếu mà thiếu thì nó nâng lên 5 6, thì như vậy thì tôi gọi là thử và sai các bạn, chứ thực ra thì nó chẳng có một cái gì, nó nhân sự mà nó không phải là một cái gì nó rập khuôn đâu ạ. Các bạn đưa ra quy trình dự báo nguồn nhân sự gồm có 3 bước ha, và cái chỗ này các bạn thì thông báo điều chỉnh thông tin ý kiến về khối lượng công việc đưa vào thì sẽ được thông báo điều chỉnh. Cái thông báo điều chỉnh này là sao các bạn? Dạ là tăng là tuyển thêm nhân viên hoặc là giảm bớt lượng nhân viên á thầy. Việc gì có phải thông báo cho nhân viên? Ý là ai sẽ bị nghỉ việc kiểu vậy. Kinh nhỉ? Cho gọi là giảm biên chế ha. Thông báo cho chuyên gia. Các bạn đưa ra quy trình này. Các bạn phân rã quy trình trung tâm ra thành 3 quy trình ha. Nhân viên đưa ra thông tin ý kiến thường, thông tin ý kiến này là cái gì?
Dạ là về mấy cái khối lượng công việc có đảm bảo được cái kết quả hiệu quả không thầy? Khối lượng công việc. Rồi. Nếu như vậy thì mục tiêu hả? Mục tiêu công ty. Thật ra cái chuyện mục tiêu công ty này nó khá là mơ hồ ạ. Cái kho dữ liệu này. Nên đặt tên nó là gì nhỉ? Là kế hoạch sản xuất ạ. Các bạn đưa vào đây nè, là kế hoạch sản xuất. Hay kế hoạch sản xuất kinh doanh. Nếu như các bạn ví dụ như một cái công ty thương mại nó không có sản xuất thì nó còn đúng được cái chữ kinh doanh, là kế hoạch sản xuất kinh doanh. Có nghĩa là lấy cái khối lượng làm việc của nhân viên và kế hoạch sản xuất của nhân viên, phân tích hiện trạng nếu như mà không có quá tải thì thông báo không có điều chỉnh gì hết, và nếu như mà khối lượng công việc nó nhiều hơn, không đảm bảo được khối lượng công việc thì qua bước thứ hai là lập dự báo yêu cầu và hồ sơ thông tin lưu lại là kết quả phân tích. Cái này sai, cái này sai kỹ thuật, cái này sai kỹ thuật luôn. Dạ thầy ơi, không thấy slide. Ủa chết cha rồi, bây giờ tôi quên, chưa 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 chia sẻ ha, tôi nhớ là đang à tôi chào quên nãy giờ chưa chỉnh chưa. Rồi thôi anh Quang, anh không cần phải khóc. Kiểu gì phải nhắc liền nha, bởi vì đôi khi tôi tắt mất cái chức năng. Đây, hồi nãy tôi hỏi bạn này thông báo điều chỉnh là cái gì đây? À, thì về mặt kỹ thuật ha. Thì sai hai cái này ha. Sai kỹ thuật thì theo quan điểm cá nhân của tôi, các bạn vẽ mà các bạn thiết kế một quy trình đó, nó sai về mặt logic đó, tôi còn chấp nhận được. Nó sai vào kỹ thuật đó, tôi chịu điểm rất nặng nha. Đây sai vào kỹ thuật nè, chuyên gia đây là một tác nhân và một kho dữ liệu, chúng ta không được vẽ mũi tên, đằng này vẽ cái mũi tên 2 chiều rồi. Cái này là nguyên tắc dòng thông tin là dòng thông tin 1 chiều, các bạn vẽ đây 2 lần luôn à, như vậy cũng sai luôn. Thực ra cái khoa bước hai này không nên đặt tên là dự báo cung cầu nhân sự, mà là bởi vì khi này lúc này bản chất của quá trình này qua quá trình số 1.0 của bạn này là các bạn đã xác định là gì, thiếu một nhân sự mình mới qua bước số 2, nên vậy bước thứ hai này là bước đặt tên là gì theo bạn, nên đặt tên lại là gì Khanh? Dạ là điều chỉnh. Điều chỉnh ha, điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh lại nhân sự, nhân viên. Bạn thấy các bạn thấy bước thứ hai nội dung chính của bạn mục đích ở đây đó là gì? Là thuê cái thằng chuyên gia này về nè, nó phải đẻ ra cho mình một cái gì đó đúng không? Nên bước thứ hai là tham vấn ý kiến chuyên gia này. À, bước thứ hai của bạn nó là như vậy, gọi là tham vấn ý kiến chuyên gia đúng không? Tham vấn ý kiến chuyên gia có nghĩa là gì? Hiện nay là tình hình nhân sự nó không đảm bảo được hiệu quả công việc, thì như vậy mình phải tham vấn ý kiến chuyên gia, cái mà quan điểm của nhóm của bạn. Hồi nãy tôi hỏi quan đầu tiên của bạn
thì khi mà tuyển dụng nhân sự á, thì cần định tính định lượng, các bạn đã chọn định tính á. Như vậy thì tham vấn chuyên gia này là một cái điều rất là quan trọng à. Nên vậy bước thứ hai là tham vấn chuyên gia, tham vấn cái cách nha, chuyên gia à, bạn phải tham vấn chuyên gia. Như vậy cái đầu tiên thầy ơi, nó bạn ủa hả, sao tôi vẫn đang thấy là bạn đang trình bày với mọi người nhưng mà tụi em không thấy gì hết á thầy. À chắc Google Meet nó tự động nó tắt à. À tôi kích nhầm các bạn, nhầm. Tôi kích nhầm. Mời bạn thấy chưa? Cái bước thứ hai này nè, là các bạn đang nhấn mạnh là cái thằng chuyên gia này nó có đóng vai trò gì hay không à, nếu vậy quy trình 2.0 của bạn phải là tham vấn chuyên gia à, tham vấn chuyên gia à, và nó hợp với cái đầu tiên của các bạn là chuyên gia này, này các bạn phải thông báo tình hình hiện tại cho chuyên gia, sau đó là gì, các chuyên gia sẽ đưa ra ý kiến đánh giá đúng không à, đúng với cái gọi là cái ngữ cảnh của bạn. Thì như vậy các bạn phải mũi tên ở đây là từ dữ liệu này nè, kết quả phân tích này nè à. Cho kết quả dự báo nó đưa vào đây. Thì tham vấn chuyên gia thì thông tin này thì các bạn thông tin, thật ra chuyên gia này là bản chất là người ở ngoài cái gọi là bên công ty, nhưng mà cũng phải cung cấp thông tin cho họ, nên là dữ liệu phải lấy từ kết quả phân tích à, thông tin và kết quả đạt không đạt mình muốn lưu vào đây và tiếp tục giữ mục tiêu công ty, và chúng ta cung cấp cái thông tin cho chuyên gia và chuyên gia họ sẽ đưa ra ý kiến ngược lại với chúng ta à, như vậy các bạn. Và kết quả của việc đánh giá chuyên gia thì chúng ta đưa vào đây là kết quả của chuyên gia à, kết quả của chuyên gia. Và sau khi có kết quả của chuyên gia rồi thì chúng ta mới bắt đầu lập báo cáo à, lập báo cáo thì thông tin từ bước thứ hai là thông tin điều chỉnh và đánh giá từ của các chuyên gia này, và cộng thêm là gì, để dữ liệu vào minh chứng đưa qua và lập quá trình 3.0 là lập báo cáo à, báo cáo để mà giám đốc họ xem xét à, hay không. Còn thông báo điều chỉnh không việc gì phải báo cáo cho nhân viên hết, bọn nhân viên này là bọn già qué không cần quan tâm đúng không ạ, nhân viên à, thì chúng ta phải đưa bản điều chỉnh lên cho ban giám đốc là để dự báo về nhu cầu trong tương lai sẽ như thế nào. Bởi vì dự báo là mang tính chất tầm vĩ mô à, tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp, thì chỉ giám đốc à, phòng cái này là các bạn đang đứng trên phương diện là phòng nhân sự, các bạn phải lập báo cáo gửi về ban giám đốc để mà họ biết được à, cái nhu cầu trong tương lai để xem họ có quyết định được hay không à, thì như vậy nó mới đúng. Còn mấy ông nhân viên bên này bỏ đi à. Được chưa các bạn, mời quan điểm của tôi đi, như vậy các bạn có ý kiến gì không ạ? Dạ không. Tôi thấy lưu đồ nào của nhóm nào nó cũng có vấn đề hết, mà tại sao không ai có ý kiến gì người ta, hay là các bạn nhường cho tôi, các bạn thật là tốt bụng đi. Các bạn trong lớp có ý kiến không à? Một sự im lặng đáng sợ ha. Thôi rồi, chúng ta nghỉ giải lao một tí nha các bạn. Lát nữa khoảng tầm khoảng 3 giờ 5 chúng ta sẽ quay.